SEA Games 31, cặp chị em sinh đôi cao 1m75 có nụ cười trong sáng rạng rỡ. Trương Thảo My và Trương Thảo Vy của đội tuyển bóng rổ Việt Nam tại SEA Games 31 đang trở thành những nhân vật cực hot những ngày vừa qua. Vượt ngoài phạm vi người hâm mộ của bóng cam, hai chị em họ Trương đã đốn tim dân mạng vì nhan sắc dễ thương trong sáng trong lần đầu tiên tham dự SEA Games. Cả hai đều sở hữu chiều cao nổi bật 1m72 và 1m75 cùng gương mặt tươi tắn, nụ cười trong sáng ở lứa tuổi 20. Trong một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Thảo Vy khi cô nàng đang tập trung thi đấu rồi vô tình phát hiện ra ống kính đang chiếu thẳng về phía mình, góc máy cận mặt đã lột tả được chân thực nét đẹp của nữ vận động viên. Được biết, Thảo My và Thảo Vy sinh ra và lớn lên tại Houston, Texas, Mỹ. Niềm yêu thích với trái bóng cam của cặp đôi cứ thế lớn dần và trở thành đam mê mãnh liệt. Hiện tại, cặp song sinh họ Trương cùng thi đấu cho đội bóng rổ của trường tại NCAA Women Division 1, cấp độ cao nhất của bóng rổ đại học cao đẳng tại Mỹ. Với sự nổi bật này, ngay từ khi có tin chị em nhà họ Trương sẽ về Việt Nam thi đấu SEA Games 31, làng bóng rổ đã không khỏi bàn tán xôn xao. Và không ngoài dự đoán, những chiến thắng của tuyển bóng rổ nữ Việt Nam cho đến hiện tại đều có sự đóng góp không nhỏ của Thảo My và Thảo Vy. Hãy like và subscribe kênh Nhân lực Nhân tài Việt trên các nền tảng để theo dõi những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.